Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay mình lại mượn được một chiếc xe Winner X của bạn Nhi, được vừa rồi mình có làm vlog cho anh em xem á. Thì hôm nay sẵn tiện có chiếc Winner X V3 2023 ở đây, thì mình muốn chia sẻ với anh em về một cái hiện tượng mà mình nghĩ là rất là nhiều chiếc Winner X đang gặp phải luôn anh em, và rất là khó khăn trong cái việc khắc phục nó. Đó là hiện tượng mà xe anh em chạy một cái khoảng thời gian là nó bị hóc số và kẹt số, và rất là khó khăn trong việc vào và về số. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ cùng với anh em đi tìm ra là nguyên nhân vì sao nó bị như vậy và cách khắc phục và làm sao để hạn chế việc gặp phải cái hiện tượng cái ức chế cho người dùng như thế này ha. Let's go. Đây anh em, thì đây là chiếc Winner X của bạn Nhi. Thì bạn Nhi bảo với mình là xe của bạn Nhi cũng lâu lâu bị hiện tượng kẹt số. Đây, mình dừng nè. Thấy chưa, em thấy vô không được không? Nè, thấy chưa, bóp côn nè. Nè, đó, đó, lâu lâu thì cũng phải nhích 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 nhẹ lên thì mới 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 vô được số thôi. Đó, nè. Rồi ha. Thì nãy mình quay cho anh em xem á, thì bây giờ mình lấy chiếc xe của bé Nhi ra mình chạy thử luôn anh em. Thì chạy cho anh em xem coi hiện tượng hóc số và kẹt số thường nó xảy ra như thế nào ha anh em. Thì hồi nãy là trường hợp mà khi anh em dừng đèn đỏ đúng không, hoặc là anh em dựng trống, thì còn khi mà anh em chạy xe á, thì hiện tượng hóc số và kẹt số thì nó thường xảy ra như thế này nè. Ví dụ bây giờ mình đang số 5 đúng không, rồi mình sẽ dừng đèn đỏ đi, mình sẽ dừng đèn đỏ, ví dụ mình đang số 5 đi, rồi mình dừng đèn đỏ thì bắt đầu mình dừng đó, mình trả số về đó, trả số về thường á. Cái này là mình nó ok, nhưng mà có một số trường hợp á, anh em sẽ dừng lại á. Ví dụ anh em đang ở số 2 đúng không, anh em về về số số 1 hoặc là N, nó rất khó và nó sượng, nó cực kỳ, nó cứng ở đây nè anh em, nó cứng ở đây lắm đó, anh em vô không được đó. Đó, thì trường hợp đó là do những cái xe nó còn mới, hoặc là xe mà nãy mình có nói với anh em là về nhớt á, đó, thường thì nó bị. Còn khi mà, hoặc là côn nữa, khi mà anh em khắc phục được ba trường hợp đó thì cực kỳ mượt luôn, nó không có bị giống giống như nãy đâu. Đó, thì xe mình thì chiếc Winner V1 thì nó không bị, nhưng mà thường thì mình thấy đa số là chiếc Winner X thì hay bị nhiều. Đấy, thì giờ mình quay về mình sẽ nói cho anh em nguyên nhân. Thì vừa rồi anh em đã xem được cái hiện tượng hóc số và kẹt số trên chiếc Winner X 2023. Thì nguyên nhân của nó là gì? Thì mình cũng chia sẻ với anh em là nguyên nhân thì nó có nhiều nguyên nhân lắm. Cũng với cái quan điểm của mình là từ hồi xưa đến giờ mình dùng chiếc Winner V1 đó anh em. Thì không biết là có phải là do Honda hay không thì mình không rõ, nhưng mà hồi xưa chiếc Winner V1 của mình cái khoảng thời gian đầu anh em là tầm 5.000 cây đổ lại, cái khoảng thời gian xe mới á, thì nó thường hay bị hiện tượng đó. Khi mà anh em dừng đèn đỏ, anh em về N rất khó, hoặc là lâu lâu sáng sớm anh em đạp lên số 1, bóp côn đạp số 1 nó không được, phải bắt buộc nhích bánh. Thì có thể là do là thứ nhất á, là xe của anh em còn mới, cho nên là cái bộ số nó chưa có được, nó mượt, nó chưa có mượt với nhau, cho nên là nó hay bị. Với lại cái vấn đề thứ hai á, là do là anh em sử dụng một phần là do nhớt. Tại vì hồi xưa xe mình nó hay, cái khoảng thời gian đầu mình hay rô đa anh em, thì mình sử dụng nhớt khoáng là chủ yếu. Thì cái thành phần nhớt nó không tốt, làm đâm ra là xe của mình nó cũng không có cái bộ số nó không có được mượt. Đấy, thì cũng một phần là do nhớt. Và phần thứ ba là có thể là do anh em canh chỉnh côn chưa chuẩn. Thì cái này là có thể là do một phần á, là côn của anh em á, khi mà anh em nó bị trùng á, đó, thì anh em bóp côn vô á, nó sẽ không cắt hết liên hợp, làm cho cái bộ số của anh em nó không có ở trạng thái sẵn sàng để vô số, cho nên là nó bị kẹt đó. Thì đó là cũng là một phần thôi đó. Thì ba cái nguyên nhân chính đó nó hợp với nhau thì làm cho anh em nó bị hóc số và kẹt số. Nhưng mà đa số mình thấy hay gặp là ở xe mới là chủ yếu,
Còn khi mà xe anh em chạy một cái khoảng thời gian dài anh em, thì lúc này là cái bộ số của anh em là nó mượt hơn, thì nó sẽ ít gặp trường hợp nè, trường hợp như mình vừa mình làm anh em. Vậy bây vậy thì cái cách khắc phục nó như thế nào? Thì vừa rồi mình đã có chia sẻ với anh em ba nguyên nhân á, thì bây giờ mình khắc phục từng nguyên nhân ha anh em ha. Thì đầu tiên là về phần xe mới thì số nó bị kẹt. Thì cái này là xe mới thì anh em phải chấp nhận cái hiện tượng này một khoảng thời gian thôi anh em, tại vì xe mới mà nó cái số của nó chưa được mượt, thì anh em chịu khó chạy và canh chỉnh phần nhớt và phần côn cho nó chuẩn. Còn khi mà sau cái khoảng thời gian đó, nếu mà anh em vẫn gặp cái hiện tượng này á, thì anh em đi sâu về phần nhớt cho mình. Thì nhớt ở đây thì mình khuyên là anh em nên sử dụng nhớt tổng hợp, tại vì nhớt tổng hợp thì dù sao là thành phần chất lượng nhớt nó cũng tốt, nên là nó sẽ hạn chế phần kẹt số hơn. Thì về phần nhớt chọn như thế nào cũng như là các dòng nhớt, thì vừa rồi mình đã làm rất là nhiều video về phần nhớt rồi, mình sẽ để đây cho anh em tham khảo anh em ha. Anh em có thể xem lại để biết được cái cách chọn nhớt cho phù hợp. Còn phần thứ ba là canh chỉnh côn. Thì thực tế ra là canh chỉnh côn này là nó cũng dựa nhiều vô là cái phần kinh nghiệm thôi anh em. Nhiều khi anh em mang xe của anh em ra hãng á, canh chỉnh côn nó vẫn không vừa ý như của anh em muốn đâu. Thì cái cách canh chỉnh côn như thế nào thì mình hẹn anh em ở cái đoạn lốc phía sau, mình sẽ làm chi tiết cái cách mà mình canh chỉnh côn cho chiếc Winner V1 của mình ở nhà ha. Thì mình sẽ làm trên chiếc Winner XV3, làm sao mà cho nó ra vào côn cho nó mượt nhất. Tại vì mình thấy nhiều anh em canh côn rất là căng, cực kỳ căng, thì đâm ra phần côn này nó cứng. Đấy, nó cứng. Đấy, thì mà chỉnh nó mềm quá thì nó lại không cắt được côn, thì đâm ra là nó sẽ bị cháy bộ ly hợp của anh em. Đấy, thì mình sẽ hẹn anh em trong đoạn lốc phía sau. Thì ba nguyên nhân hồi nãy mình có đề cập, ba nguyên nhân thì ba cái cách khắc phục là: thứ nhất là anh em xe mới thì anh em chịu khó giùm mình thôi, chứ còn bảo xe mới mà anh em đổi sang xe mà số mềm hơn thì chắc chỉ có xe cũ thôi anh em. Thứ hai là về phần nhớt, thì nhớt thì anh em chịu khó sử dụng nhớt tổng hợp cho mình. Rồi phần thứ ba là về phần canh chỉnh côn, thì anh em canh chỉnh cho nó chuẩn là được. Đấy. Rồi thì ba cái cách khắc phục như vậy thì nó sẽ giúp xe của anh em nó hạn chế được hiện tượng hóc số ha. Thì vừa rồi mình đã chia sẻ cho anh em về cái hiện tượng hóc số và kẹt số trên chiếc Winner X2023. Thì hy vọng rằng là nó sẽ giúp đỡ được anh em trong quá trình mà anh em sử dụng chiếc Winner X2023 để hạn chế những cái ức chế trong lòng anh em ha. Rồi, thì cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi đoạn vlog của mình ngày hôm nay, và hy vọng rằng sẽ gặp lại anh em trong những đoạn vlog chia sẻ về Winner X2023 tới nhé. Bye bye và hẹn gặp lại anh em trong đoạn vlog tiếp theo. Bye bye.